Phật dạy: Này thiện hiện, vì tám giải thoát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì tám giải thoát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tám giải thoát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì bốn niệm trụ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì bốn niệm trụ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì pháp môn giải thoát không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp môn giải thoát không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì mười địa Bồ Tát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì mười địa Bồ Tát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì năm loại mắt không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì năm loại mắt không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sáu phép thần thông không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì năm loại mắt không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì sáu phép thần thông không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì mười lực Phật không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì 10 lực Phật không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì 10 lực Phật chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì 10 lực Phật không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì pháp không quên mất không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Tại sao vì pháp không quên mất không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tánh luôn luôn xả không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp không quên mất không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
vì tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được, nên không nhiễm ô. Vì tánh luôn luôn xả không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì trí nhất thiết không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí nhất thiết không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì trí nhất thiết không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà La Ni không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả dự lưu không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả dự lưu không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì quả dự lưu không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả vị độc giác không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị độc giác không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì quả vị độc giác không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì hư không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì hư không chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì hư không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thọ tưởng hành thức chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, sắc cho đến thức cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì sắc cho đến thức chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không. Nhãn xứ cho đến ý xứ cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì nhãn xứ cho đến ý xứ chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc xứ chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì sắc xứ cho đến pháp xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhĩ giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng đương hư không, nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tỷ giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tỷ giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thiệt giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thân giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì ý giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng như hư không, ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì địa giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thủy hỏa phong không thức giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng như hư không, địa giới cho đến thức giới cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì địa giới cho đến thức giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì vô minh chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hành cho đến lão tử, sầu than khổ yêu não chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, vô minh cho đến lão tử, sầu than khổ yêu não cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì vô minh cho đến lão tử, sầu than khổ yêu não chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bố thí ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không nội chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không tròn thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không nội chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì chân như chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tương nghì chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Phật dạy, này thiện hiện, vì thánh đế khổ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thánh đế khổ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thánh đế tập diệt đạo chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng lương hư không, thánh đế khổ tập diệt đạo cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì thánh đế khổ tập diệt đạo chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn tịnh lự chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn tịnh lự chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng lương hư không, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tám giải thoát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười miếng xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám giải thoát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn niệm trụ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn niệm trụ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng lương hư không, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát không chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ Tát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng lương hư không, mười địa Bồ Tát cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì mười địa Bồ Tát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì năm loại mắt chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì năm loại mắt chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sáu phép thần thông chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng lương hư không, năm loại mắt sáu phép thần thông cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì năm loại mắt sáu phép thần thông chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì mười lực Phật chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn, tại sao vì 10 lực Phật chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng như vậy chỉ có giả nói. Vì 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không quên mất chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không quên mất chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì tánh luôn luôn xả chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chỉ có giả nói, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì trí nhất thiết chỉ có giả nói, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ có giả nói, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí nhất thiết chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà La Ni chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa chỉ có giả nói, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả dự lưu chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả dự lưu chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, quả dự lưu cho đến quả A-la-hán cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì quả dự lưu cho đến quả A-la-hán chỉ có giả nói, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì quả vị độc giác chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị độc giác chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, quả vị độc giác cũng như vậy chỉ có giả nói, vì quả vị độc giác chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chỉ có giả nói, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì hư không chỉ có giả nói, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không chỉ có giả nói, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh?
Này thiện hiện, như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì sắc chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì thọ tưởng hành thức là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhĩ giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhĩ giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tỷ giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tỷ giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tỷ giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thiệt giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thân giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì ý giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ý giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì địa giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong công thức giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì địa giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì thủy hỏa phong không thức giới là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì vô minh chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì vô minh là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bố thí ba la mật đa chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không nội chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không nội chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không nội là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì chân như chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì chân như là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thánh đế khổ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thánh đế khổ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì thánh đế tập diệt đạo là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn tịnh lự chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn tịnh lự chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tám giải thoát chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám giải thoát chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tám giải thoát là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn niệm trụ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn niệm trụ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát không chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ Tát chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Hết quyển thứ 294.